Linh Ngọc Đàm bị nghi vấn nâng cấp vòng 1, chính chủ đích thân lên tiếng. Trong số các streamer nữ ở Việt Nam, Linh Ngọc Đàm là một trong số những người thành công nhất nhì khi sở hữu kênh YouTube với hơn 2,5 triệu lượt đăng ký và hơn 1,85 triệu người theo dõi trên fanpage. Không thể phủ nhận, ngoài tài năng thì nhan sắc không phải dạng vừa của Linh Ngọc Đàm cũng gây chú ý. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nhỏ nhắn. Chính vì lẽ đó, cô hay tự nhận bản thân là người chung thủy vì trước sau như một. Tuy nhiên mới đây, Linh Ngọc Đàm đã chia sẻ tấm ảnh gợi cảm cực quyến rũ khi phô đầy vòng 1 căng tràn. Điều này khiến không ít dân mạng bàn tán xôn xao, cho rằng cô nàng vừa đi trùng tu vòng 1 để có khuôn ngực đầy đặn, phồng phào hơn. Ngay sau khi tin đồn rộ lên Linh Đàm đổ loa, cô nàng đã phải lên tiếng thanh minh trên story. Nay mặc áo bó tí, mấy bạn do hỏi nâng ngực à, chưa có nâng mấy má. Có vẻ như chính chiếc áo có phần bó sát cùng lối trang điểm, cách tạo dáng đã vô tình khiến cho vòng 1 của cô nàng trông có phần đầy đặn hơn, chứ không phải đã nâng cấp sửa sang gì. Trong một diễn biến khác, Linh Ngọc Đàm chia sẻ đầy ẩn ý trên TikTok khiến mọi người chú ý. Nếu một ngày bỗng rời xa thế giới này thì cũng chẳng có gì nuối tiếc vì cô ấy đã sống một cuộc đời đầy hoang dại theo đúng cái cách mà cô ấy muốn. Theo như chia sẻ của Linh Ngọc Đàm, hóa ra chính chiếc áo bó sát cùng cách trang điểm đã vô tình tôn lên vòng 1 của cô nàng, chứ không phải cô nàng đã nâng cấp, sửa sang lại bộ loa. Sự việc lần này đã thêm một lần nữa chứng tỏ độ hot của Đàm Tổng, cũng như tình cảm và sự quan tâm của fan dành cho các streamer. Trước đó vào năm ngoái, Miss T cũng có lần khoe nhẹ tấm ảnh Halloween với vòng 1 phồn thực, cũng khiến hội anh em streamer game thủ ngỡ ngàng. Sự việc lần này đã thêm một lần nữa chứng tỏ độ quyến rũ, sexy của Linh Đàm không phải dạng vừa. Ngoài ra không thể phủ nhận được tình cảm và sự quan tâm của fan dành cho các streamer. Nếu nói đến style thời trang trong giới game thủ thì có lẽ khó ai qua được Linh Ngọc Đàm. Nữ streamer tạo nên thương hiệu riêng cho mình bằng phong cách diện đồ cực chất. Bên cạnh niềm đam mê là sneaker và quần áo hàng hiệu, Đàm Tổng cũng rất chịu khó sắm sửa cho mình những chiếc túi xách đắt đỏ. Từng trải qua ít nhất 3 mối tình lớn, bạn trai gần đây nhất của streamer Linh Ngọc Đàm được biết đến là Duy Nhỏ, Bụt. Tuy nhiên, thời gian cả hai chia tay cũng đã được 1 năm. Khi ấy cô nàng tiết lộ lý do là bởi bất đồng ngôn ngữ, ông nói gà bà nói vịt, đùa chứ thật sự không có thời gian chăm sóc nhau, nên tình chúng mình chẳng khác gì tình đồng chí, nên hai đứa mình đã đi tới quyết định giải tán. Nữ streamer cũng nhắn nhủ đến fan rằng cả hai nhân vật chính đều không cảm thấy buồn và dù đã chia tay nhưng vẫn sẽ thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Kể từ đó đến nay, mối quan hệ của cả hai vẫn thân thiết, luôn dành cho nhau những sự quan tâm đặc biệt, chỉ có điều trên danh nghĩa không còn là người yêu mà thôi. Có lẽ chính điều này khiến hội anh em bạn gì thân thiết cảm thấy khó chịu nên đã quyết tâm đẩy thuyền để cặp đôi tái hợp một lần nữa. Trước đó, streamer QNT cũng đã phát động chiến dịch 500k like để hồi sinh cặp đôi vàng trong làng streamer yêu lại từ đầu, đồng thời đăng kèm bức ảnh Linh Ngọc Đàm và Bụt thời còn mặn nồng. Hoạt động này khiến cho cộng đồng háo hức. Không rõ đây là một trong những gợi ý về việc quay lại của cặp đôi hay chỉ là sự chơi đùa của những người bạn, nhưng người mộ đang rất nóng lòng và chờ mong streamer Linh Ngọc Đàm và Bụt quay lại. Bên cạnh đó, rõ ràng về phía Linh Ngọc Đàm cũng có những tín hiệu nhảy đèn xanh rõ rệt. Trong một vlog của mình, nữ streamer tiết lộ rằng cặp đôi còn tình cảm, nhưng đó là tình cảm của anh em trong nhà. Tuy nhiên ngay sau đó, Linh Ngọc Đàm lại khiến người hâm mộ thêm háo hức bởi nhận định sẽ cho nhau cơ hội. Có điều, để có thể quay lại thì hai người cần có thêm thời gian. Bạn nghĩ sao về chuyện này? Hãy chia sẻ với VGT nhé!